Hi, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Cỏ Crochet. Video này chúng ta sẽ cùng nhau đi móc một chiếc túi tóc với họa tiết lưới ô vuông khá là đơn giản như thế này ha. Mình sẽ đo cho mọi người xem kích thước của túi thành phẩm nha. Ở đây túi của mình có bề ngang là khoảng 33 cm. Nếu như các bạn muốn túi to hơn, các bạn có thể tăng số bánh lúc đầu. Thay vì lúc đầu mình móc lên 63 mũi bánh, các bạn có thể tăng lên ha, thành 70 hoặc là hơn. Ở đây chiều cao của túi là khoảng 27 cm. Các bạn muốn cho cái túi cao hơn thì các bạn sẽ tăng số vòng nè. Thay vì các bạn móc đến vòng này, các bạn tiến hành móc lên phần quai thì các bạn có thể tăng thêm vài vòng nữa. Để làm được một chiếc túi như đầu video thì mình sử dụng hai cuộn sợi dệt. Các bạn mua hai cuộn nhưng mà thật ra thì chúng ta chỉ sử dụng khoảng là 1,5 cuộn thôi ha. Mình sẽ sử dụng kim móc 3.5mm để móc túi này. Ngoài ra thì các bạn cần chuẩn bị thêm kim đánh dấu, kéo cắt và kim khâu len. Mình sẽ để link mua nguyên liệu ở dưới phần bình luận để các bạn có thể tham khảo ha. Để móc lên phần đáy túi thì mình sẽ tạo một nút thắt. Cách thức thực hiện nút thắt như sau. Sau đó chúng ta sẽ móc lên tổng cộng là 63 mũi bính. Ở đây mình sử dụng kim móc 3.5mm. Các bạn sử dụng kim móc nhỏ hơn thì kích thước của túi thành phẩm sẽ nhỏ hơn nha. Nếu như mọi người muốn dùng kim nhỏ hơn mà kích thước túi vẫn như video mình hướng dẫn thì các bạn có thể tăng số bính ban đầu này lên nha. Ở đây mình sẽ móc lên 63 mũi bính. Đây là mình đã móc lên được tổng cộng là 63 mũi bính và tiếp theo chúng ta sẽ bỏ qua 3 bính, móc vào bính thứ tư tính từ kim móc tính qua hai mũi móc kép chung chân. Đây là bính đầu tiên, bính thứ hai, bính thứ ba mọi người bỏ qua không móc ha. Chúng ta sẽ móc vào bính thứ tư, chính là mũi bính thứ 60. Mọi người sẽ móc vào đây hai mũi móc kép chung chân. Đây là mũi móc kép đầu tiên và mình sẽ dùng kim đánh dấu để đánh dấu lại mũi đầu tiên này để tí nữa kết thúc vòng các bạn có thể dễ nhìn hơn. Sau đó các bạn móc vào chân vừa rồi thêm một mũi móc kép nữa, chúng ta có hai mũi kép chung chân. Các chân bính kế tiếp, mỗi chân mọi người sẽ móc vào đây một mũi móc kép. Mình sẽ không tăng mũi nữa ha. Mỗi chân mọi người cứ móc vào đây một mũi móc kép thôi. Và các bạn sẽ thực hiện như vậy cho đến khi chúng ta còn một chân móc ở phía bên này thì mọi người dừng lại nha. Đây là mình đã móc đến cuối hàng và còn một chân móc cuối cùng. Các bạn sẽ móc vào đây tổng cộng là 4 mũi móc kép chung chân. Đây là mũi móc kép đầu tiên. Đây là mũi móc kép thứ hai, mũi móc kép thứ ba, và đây là mũi móc kép thứ tư. Cả 4 mũi móc kép này đều chung một chân cuối cùng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ móc mặt phía bên này tương tự như mặt vừa rồi. Chân cuối cùng này thì mình đã móc 4 mũi móc kép rồi nên mình sẽ không thao tác nữa. Tiếp theo chúng ta sẽ móc vào chân thứ hai, chính là chân ở đây nè. Mọi người móc vào đây một mũi móc kép tương tự như bên này. Bây giờ trở đi thì mỗi chân mọi người sẽ móc một mũi móc kép và cho đến khi chúng ta còn một chân mũi cuối cùng nha. Và các bạn lưu ý là ở chỗ này thì mọi người vừa móc, mọi người vừa tiến hành đi dấu đoạn dây ngắn này luôn. Cách thức thực hiện là khi mà mọi người đâm kim móc xuống á, thì cái phần dây này mọi người để ở trên kim móc nè. Và mình kéo dây len qua, như vậy là mình sẽ vừa móc và mình vừa dấu nó đi luôn. Đây là mình đã móc đến cuối vòng và còn một chân cuối cùng. Như các bạn đã thấy thì lúc đầu mình lên vòng này á, thì cái chân đầu tiên này mình đã móc lên hai mũi móc kép chung chân rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ móc tiếp vào đây hai mũi móc kép chung chân nữa. Ta sẽ có tổng cộng là 4 mũi móc kép chung chân, sẽ bằng 4 mũi kép chung chân phía bên này để tạo thành phần đáy túi hoàn chỉnh ha. Mình sẽ đâm vào đây móc hai mũi kép chung chân. Và để kết thúc vòng này, chúng ta sẽ đâm kim móc vào chân móc kép đầu tiên, chính là chân mà mình gắn kim đánh dấu lúc ban đầu. Và chúng ta sẽ thực hiện một mũi dời. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần đáy túi. Nếu như các bạn thực hiện đúng thì cho đến cuối vòng chúng ta sẽ có tổng cộng là 124 mũi móc kép. Và tiếp theo chúng ta sẽ móc lên phần thân túi bằng cách đầu tiên mọi người sẽ móc lên 3 mũi bính. Sau đó chúng ta sẽ đâm kim móc vào mỗi chân và móc vào đây một mũi móc kép. Tuy nhiên đây là vòng đầu tiên của phần thân, chúng ta sẽ thực hiện như sau. Mọi người quấn một vòng qua kim. Thay vì bình thường chúng ta sẽ đâm kim móc qua hai dây
của chân móc nè. Thì bây giờ ở vòng này chúng ta chỉ đâm qua dây phía sau này thôi. Và phía sau này nó sẽ có hai dây này, một là dây này, hai là dây này. Mọi người đâm kim móc qua hai dây này và thực hiện một mũi móc kép. Đây là mũi móc kép đầu tiên. Ở chân đầu tiên chúng ta sẽ dùng kim đánh dấu lại mũi móc kép này để cuối vòng các bạn có thể dễ nhìn hơn. Tương tự, chân thứ hai mọi người cũng thực hiện như vậy, đâm vào hai dây phía sau và chúng ta sẽ móc vào đây một mũi móc kép. Các bạn cứ thực hiện như vậy cho đến cuối vòng ha. Mỗi chân các bạn đâm vào đây và móc lên một mũi móc kép, và lưu ý là chỉ móc qua hai dây phía sau của chân móc thôi. Mục đích của việc này là chúng ta sẽ tạo ra được một cái đường ngăn cách giữa phần đáy và phần thân túi. Mọi người cứ thao tác như vậy và cho đến cuối vòng mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối vòng nha. Đây là mình đã móc đến cuối vòng 1 của phần thân túi và mình đã móc được tổng cộng là 124 mũi móc kép. Các bạn lưu ý ha, mình móc đến đây là mình dừng, tại vì mũi này chính là mũi dời của vòng trước nè. Đây là 1, 2, 3 mũi bính mà mình lên lúc đầu. Thì khi mà mọi người móc đến chân mà có mũi dời này thì mọi người sẽ ngưng lại và chúng ta không móc vào chân mũi dời này ha. Bạn nào mới học móc lên mà các bạn không có nhìn được á, thì các bạn lúc mà ở vòng 1 các bạn có thể dùng kim đánh dấu lại cái mũi dời mà mình vừa móc xong. Ở đây thì mình móc quen rồi thì mình nhìn là mình biết đây là mũi dời của vòng trước. Còn nếu các bạn không phân biệt được á, thì các bạn cũng có thể đếm chân móc từ chân đầu tiên này đến chân cuối cùng này xem thử có đủ 124 mũi móc không ha. Và để kết thúc vòng này chúng ta sẽ gỡ kim đánh dấu ra. Mọi người sẽ đâm kim móc vào mũi móc kép đầu tiên, chính là chân mà mình vừa gỡ kim đánh dấu, và thực hiện vào đây một mũi dời. Sau đó mình sẽ kéo chặt mũi dời này để mũi dời này nó khép kín hơn. Nếu mà bạn nào mới móc, các bạn có thể dùng kim đánh dấu và đánh dấu lại cái mũi dời này ha. Để móc lên vòng thứ hai của phần thân thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên mọi người cũng sẽ móc lên 3 mũi bính. Sau đó chúng ta đâm kim móc vào chân móc đầu tiên và móc vào đây một mũi móc kép. Chân móc đầu tiên chính là chân này. Ở vòng này thì mình sẽ móc qua hai dây như bình thường. Chỉ có một vòng duy nhất là vòng đầu tiên là mình móc qua hai dây phía sau của mũi móc thôi ha. Còn bắt đầu từ vòng này trở đi mọi người có móc qua hai dây như bình thường. Đây là mũi móc kép đầu tiên của vòng, mình sẽ dùng kim đánh dấu lại mũi móc kép này. Bạn nào mà mới học móc len thì các bạn có thể đánh dấu thêm mũi dời nè của cái vòng vừa rồi. Mình sẽ đánh dấu thử một vòng cho các bạn xem ha. Tiếp theo thì mình sẽ móc vào mỗi chân một mũi móc kép và móc qua hai dây nha. Các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến cuối vòng luôn. Mỗi chân chúng ta móc vào đây một mũi móc kép, không tăng và không giảm mũi. Các bạn cứ thực hiện như vậy và mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối vòng nha. Đây là mình đã móc đến cuối vòng 2 của phần thân và mình đã gặp được cái ghim đánh dấu. Đánh dấu lại mũi dời của vòng trước nè thì mình sẽ không móc nữa. Khi mà mình móc đến đây là mình đã móc được tổng cộng 124 mũi móc kép rồi. Và để kết thúc vòng này thì mình sẽ tiến hành đâm kim móc vào mũi móc kép đầu tiên, chính là chân mà mình gắn cái ghim đánh dấu màu hồng này nè. Mọi người sẽ đâm kim móc vào đây, móc một mũi dời. Mình sẽ kéo dây len cho mũi dời này khép kín lại. Bạn nào mà mới học móc len thì cứ việc đánh dấu lại mũi dời này nha. Bắt đầu từ vòng 3 trở lên thì mọi người sẽ thực hiện công thức giống như vòng 2. Mọi người cứ lên 3 mũi bính, sau đó móc vào mũi chân móc một mũi móc kép. Cho đến cuối vòng chúng ta sẽ có tổng cộng là 124 mũi móc kép nha. Đây là mình đã móc đến cuối vòng thứ 14 của phần thân. Và để kết thúc vòng này chúng ta sẽ đâm kim móc vào mũi móc kép đầu tiên và thực hiện một mũi dời. Mình sẽ dùng kim đánh dấu lại mũi dời này để tí nữa mọi người có thể phân biệt được nè. Đây là mũi dời của vòng thứ 14.
Tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt đầu móc lên họa tiết lưới ô vuông và cách thức thực hiện như sau. Mọi người sẽ móc 3 mũi bính. Sau đó các bạn sẽ dùng ghim đánh dấu lại mũi bính thứ 3 này nha. Tiếp theo các bạn sẽ quấn một vòng qua kim, đâm kim móc vào chân móc thứ 2 và móc vào đây một mũi móc kép. Chân móc đầu tiên thì chúng ta có 3 mũi bính rồi nè. Và 3 mũi bính này mình sẽ gọi là một mũi kép giả nha. Bắt đầu từ vòng này trở đi thì 3 mũi bính này gọi là một mũi kép giả. Ở chân đầu tiên chúng ta có một mũi kép giả rồi thì chân thứ 2 mình sẽ móc vào đây một mũi móc kép. Sau đó chúng ta sẽ móc lên hai mũi bính này mọi người đừng có móc chặt tay ha, mình móc lỏng tay như bình thường thôi. Sau đó các bạn sẽ bỏ qua hai chân, móc vào chân thứ 3 và chân thứ 4 mỗi chân một mũi móc kép. Và chúng ta cứ lặp lại như vậy, móc lên hai mũi bính, bỏ qua hai chân, móc vào hai chân kế tiếp mỗi chân một mũi móc kép. Các bạn thao tác như vậy và mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối vòng nha. Đây là mình đã móc đến cuối vòng và chúng ta còn hai chân móc. 1, 2. Đây là mũi dời của vòng trước nè. Mình đánh dấu để mọi người nhìn thấy là chúng ta còn hai chân móc á. Thì mình sẽ gỡ ra. Để kết thúc vòng thì các bạn đầu tiên sẽ móc lên hai mũi bính, các bạn nhớ là phải móc hai mũi bính rồi mình mới kết thúc vòng ha. Các bạn gỡ ghim đánh dấu ra chính là mũi bính thứ 3 nè. Chúng ta sẽ đâm kim móc vào mũi bính thứ 3 và móc một mũi dời. Như vậy là chúng ta vừa móc xong vòng 15. Để móc lên vòng 16, đầu tiên mọi người sẽ móc lên một bính. Sau đó các bạn đâm kim móc vào chân đầu tiên chính là chân này và móc vào đây một mũi móc đơn. Chúng ta sẽ dùng kim đánh dấu lại mũi móc đơn đầu tiên này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng mũi móc đơn để đi viền tất cả của hàng này. Chân thứ hai mọi người cũng móc vào đây một mũi móc đơn. Ở khoảng trống ô vuông này, vòng trước chúng ta móc hai mũi bính thì vòng này chúng ta sẽ móc hai mũi móc đơn. Ở hai chân mũi kép này thì mỗi chân mọi người cũng sẽ móc một mũi móc đơn. Chúng ta sẽ viền tất cả bằng mũi móc đơn luôn. Khoảng trống ô vuông thì mình móc hai mũi móc đơn. Các bạn cứ thực hiện như vậy cho đến cuối vòng nha. Đây là mình đã móc đến cuối vòng 16 sau khi móc hai mũi móc đơn vào khoảng trống ô vuông cuối cùng này. Thì mình sẽ gỡ ghim đánh dấu ra, đâm kim móc vào mũi móc đơn đầu tiên và thực hiện một mũi dời. Vòng thứ 17, các bạn cũng sẽ móc lên 3 mũi bính. Sau đó chúng ta dùng ghim đánh dấu lại mũi bính thứ 3 này. Tiếp theo, các bạn sẽ đâm kim móc vào chân móc thứ 2, móc lên một mũi móc kép. Lên 2 mũi bính, bỏ qua 2 chân kế tiếp, móc vào chân thứ 3, một mũi móc kép. Chân móc, sau đó chúng ta cũng sẽ móc vào đây một mũi móc kép, rồi lại lên hai mũi bính, bỏ qua hai chân, móc vào chân thứ 3, một mũi móc kép, chân thứ 4, một mũi móc kép. Và các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến cuối vòng nha. Các bạn để ý nếu mà chúng ta thực hiện đúng thì mũi móc kép của vòng này nó sẽ bằng với lại mũi móc kép của vòng này, hai mũi nó sẽ song song với nhau. Đây là mình đã móc đến cuối vòng thứ 17 và chúng ta còn hai chân móc cuối cùng. Đây là mũi dời của vòng trước thì chúng ta còn hai chân này. Và để kết thúc vòng thì mình sẽ móc lên hai mũi bính. Sau đó đâm kim móc vào mũi bính thứ 3 chính là cái mũi mà mình gắn kim đánh dấu nè. Mọi người đâm vào đây và móc một mũi dời. Để móc lên vòng thứ 18 thì chúng ta sẽ móc tương tự như vòng thứ 16 vậy á. Các bạn cũng móc lên một mũi bính, sau đó đâm kim móc vào chân đầu tiên chính là chỗ này. Mọi người móc vào đây một mũi móc đơn. Chúng ta sẽ dùng ghim đánh dấu và đánh dấu lại mũi móc đơn này. Chân thứ hai ở đây thì mọi người cũng móc vào đây một mũi móc đơn.
khoảng trống ô vuông chúng ta cũng móc vào đây hai mũi móc đơ. Hai mũi móc kép của vòng trước, mỗi chân chúng ta móc vào đây một mũi móc đơ. Vòng tiếp theo các bạn thực hiện tương tự, các bạn cứ móc xen kẽ một hàng móc kép đến một hàng móc đơn, một hàng móc kép đến một hàng móc đơn, hàng lẻ giống hàng lẻ và hàng chẵn giống hàng chẵn xen kẽ nhau cho đến khi chúng ta đạt được độ cao như mong muốn nha. Đây là sau khi mình đã móc được tổng cộng 32 vòng ở phần thân. Và mình sẽ đo cho các bạn xem thử kích thước sau khi chúng ta móc xong 32 vòng ở phần thân ha. Ở đây chiều cao của phần thân túi là 25 cm. Và bề ngang là khoảng 33 cm. Tiếp theo thì chúng ta sẽ móc lên phần vai túi. Để xác định được 4 điểm móc lên phần vai thì chúng ta sẽ dựa vào phần đáy túi. Mọi người để ý là hồi nãy mình móc lên cái vòng đầu tiên của phần đáy túi thì hai chân hai bên thì mỗi chân sẽ gồm có 4 mũi móc kép chung chân. Và mình sẽ dựa vào đó để mình giống lên. Chân bên này mọi người có thể để ý chúng ta có tổng cộng là 1, 2, 3, 4 mũi móc kép. Và mình sẽ lấy cái khoảng giữa chân thứ hai và chân thứ ba là ở đây. Mọi người sẽ giống lên. Nếu mà mọi người móc đúng á, thì những cái chân móc á, nó sẽ thẳng hàng với nhau. Chỗ này hơi khó nhìn, các bạn chịu khó nhìn ha. Đây là khoảng cách giữa chân thứ hai và chân thứ ba nè, mình sẽ giống lên. Đây chính là chân này. Chân này nha mọi người, chính là trước cái chân móc kép chỗ này thì mình giống lên. Giống lên trên này chính là chân này. Mình sẽ dùng ghim đánh dấu lại. Tương tự bên này mọi người cũng thực hiện như vậy. Nhưng bên này nó dễ hơn là tại vì ở cái chân bên này thì cái chân mũi cuối cùng chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 mũi móc kép cộng với lại 3 mũi bính ở phía giữa nữa nè. Đây chính là 3 mũi bính nè. Thì mình sẽ dựa vào cái 3 mũi bính mình giống lên. Đây chính là 3 mũi bính nè. Mình sẽ dùng ghim đánh dấu lại ha. Khi mà đã xác định được 2 điểm ở hai bên túi á, thì mình sẽ bóp chiếc túi này thẳng theo cái hàng đó. Thì mọi người có thể thấy là hai phần lưới ô vuông này nó sẽ song song nhau, mặt trước và mặt sau. Và mình sẽ lấy điểm xác định phần quay bằng cách là mình sẽ lấy vô 3 ô vuông, 1 ô vuông, 2 ô vuông, 3 ô vuông, 3 ô vuông, 1 chân móc kép, 2 chân móc kép. Mình sẽ móc phần quay đến đây nha, nên là mình sẽ đánh dấu ở đây. Mình sẽ đánh dấu cái chân này. Mình sẽ móc đến đây thôi. Khi mà gặp cái chân này mình ngừng, mình không móc nữa. Mình móc đến đây. Tương tự bên này cũng vậy. Mình sẽ đếm 1 ô vuông, 2 ô vuông, 3 ô vuông cộng với 2 chân giống lên trên. Giống lên trên là chân này. Mình sẽ móc tới chân này. Và mình gắn ghim đánh dấu ở chân kế tiếp. Có nghĩa là đến cái chân ghim đánh dấu này mình sẽ không móc nữa nè. Và tương tự bên phía bên kia mọi người cũng thực hiện như vậy luôn. Mọi người lật lại. 1 ô vuông, 2 ô vuông, 3 ô vuông, 1 mũi móc kép, 2 mũi móc kép, giống lên, lấy qua chân bên cạnh. Cách xác định này thì các bạn cứ tùy mỗi bạn ha. Bạn nào có cách xác định dễ hơn thì các bạn có xác định 1, 2, 3. Miễn là phần quai các bạn lấy sao cho nó đừng có bị lệch nhau là được rồi. Các bạn nếu mà thích phần quai sát hơn các bạn có thể lấy vô trong nha. Sau khi đã xác định được tổng cộng là 4 điểm của phần quai thì mình sẽ gỡ hai cái ghim này ra, hai cái ghim hai bên, và mình sẽ móc lên vòng tiếp theo, chính là vòng thứ 33. Cách thức thực hiện như sau. Mọi người sẽ móc lên một mũi bính, sau đó đâm kim móc vào mỗi chân và móc vào đây một mũi móc đơn cho đến khi chúng ta gặp được cái ghim đánh dấu này ha. Đây là mình đã móc đến cái chân có ghim đánh dấu nè, thì mình sẽ ngưng lại, mình không móc nữa. Các bạn đừng có móc vào chân có ghim đánh dấu ha.
Và chúng ta sẽ tiến hành móc lên phần quai túi bằng cách móc lên các mũi bính. Đây là mình đã móc được tổng cộng là 90 mũi bính rồi. Và sau khi móc được 90 mũi bính thì mọi người nhớ, để cho cái dây này đừng có xoắn lại ha, mọi người nhớ lấy tay nè, mình kéo theo cái mặt mà mình đang móc nè. Đó là mẹo để cho cái dây mình nó đỡ bị xoắn á. Sau đó các bạn sẽ đâm kim móc vào chân, trước cái chân mà mình gắn kim đánh dấu. Mọi người nhớ ha, cái chân mình gắn kim đánh dấu mình không móc vào, mình móc vào chân trước đó một mũi móc đơn. Sau đó các chân tiếp theo, mỗi chân mọi người sẽ móc vào đây một mũi móc đơn cho đến khi mọi người gặp được cái ghim đánh dấu phía bên này nha. Đây là mình đã móc đến ghim đánh dấu này rồi và chúng ta sẽ không móc vào chân có ghim đánh dấu mà bắt đầu mình sẽ lên tổng cộng 90 mũi bính tương tự như phía bên này ha. Đây là sau khi mình đã móc lên được 90 mũi bính và tiếp theo thì mọi người sẽ đâm kim móc vào chân, bên cạnh chân mà mình gắn kim đánh dấu và móc vào đây một mũi móc đơn. Sau đó các chân còn lại, mỗi chân mọi người sẽ móc một mũi móc đơn cho đến khi chúng ta móc hết vòng và đến chân móc cuối cùng này ha. Mỗi chân mọi người cứ móc vào đây một mũi móc đơn. Đây là mình đã móc đến cuối vòng 33 và chúng ta đã viền lên phần quai được một vòng. Để kết thúc vòng này thì các bạn sẽ gỡ kim đánh dấu ra, đâm kim móc vào mũi móc đơn đầu tiên và thực hiện một mũi dời. Sau đó chúng ta sẽ móc tiếp tục lên vòng thứ hai của phần quai ha. Đầu tiên mọi người cũng sẽ móc lên một mũi bính, sau đó đâm kim móc vào mỗi chân và móc vào đây một mũi móc đơn. Chân đầu tiên thì mọi người cũng sẽ gắn kim đánh dấu lại. Mọi người móc vào mỗi chân một mũi móc đơn cho đến khi mũi bính này ha. Ở 90 mũi bính mà hồi nãy mình móc lên phần quai á thì mọi người sẽ đâm kim móc vào mỗi chân bính và móc vào đây một mũi móc đơn. Các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến hết phần quai túi này nha. Mình móc lên để tạo độ dày cho phần quai nè. Cái mũi đơn ở phía dưới này thì mỗi chân mọi người cũng sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Chúng ta cứ thực hiện như vậy cho đến khi gặp phần quai này và mọi người sẽ móc vào phần quai này. Mỗi chân bính mọi người móc một mũi móc đơn cho đến cuối vòng luôn ha. Các bạn muốn phần quai này càng dày thì các bạn móc càng nhiều vòng càng tốt ha. Ở đây mình sẽ móc lên 2 vòng nữa thôi. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mình móc xong thêm 2 vòng nữa nha. Đây là mình đã móc đến cuối vòng thứ 35 và mình đã móc xong phần quai túi rồi. Để kết thúc vòng này thì mình sẽ gỡ kim đánh dấu ra và đâm kim móc vào mũi móc đơn đầu tiên. Chúng ta thực hiện một mũi dời. Bạn nào mà muốn phần quai to hơn á, thì các bạn có thể móc thêm vài vòng nữa ha. Và mình sẽ tiến hành đi kết dây len ở đây luôn. Mọi người kéo dây ra. Chúng ta sẽ cắt đoạn dây này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành đi giấu phần dây len thừa này vào mặt trong của túi. Mình sẽ sử dụng kim khâu len. Mọi người đâm kim khâu len vào chân móc thứ hai, chính là chân này. Chân móc này là chân mà mình vừa thực hiện mũi dời nè. Mình sẽ đâm kim vào chân bên cạnh chân đó, chính là chân thứ hai. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành đi giấu phần len này vào mặt trong của túi. Mọi người nên sử dụng kim khâu len đầu tù đối với sợi dệt này ha. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong một chiếc túi tóc với họa tiết lưới ô vuông đơn giản. Chúc các bạn thành công ha. Đừng quên đăng ký, like, share, ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye!